Xin chào bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên cho các bác mẫu xe đua Chopit Paris full khung carbon và full một bộ group Shimano Ultega. Đấy, rất là cao cấp, dòng xe Chopit của Pháp, thương hiệu Pháp, dòng cao cấp của Chopit. Đấy, full carbon, nước sơn nguyên bản, màu sơn nó rất là đẹp. Xe nhập khẩu nguyên chiếc, rất là mới. Nếu có thấy trên hình xe này em đánh giá nó khoảng 90-95% về cái độ mới. Hầu như là các bạn nhìn trên khung mà không có một vết xước nhỏ là đáng kể. Toàn bộ dây là chạy âm sườn, không hoa các con to khí động học cản gió để di chuyển trên đường nó có cái tốc độ cao hơn. Được trang bị full một bộ group của Shimano Ultega, rất là cao cấp của dòng Ulti, của dòng Shimano xe đua. Trang bị đôi tay lắc cũng của Ultega, full một bộ group rất là cao cấp. Chiếc xe đua này được sử dụng rất nhiều ở những cái giải đua nghiệp dư trong nước và quốc tế. Cặp vành Vision của Mỹ, em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Chiếc xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m61-62 đến khoảng 1m71-72 là phù hợp. Shimano Ultega với 11 tầng lít và 2 tầng đĩa cho 22 tốc độ khác nhau. Chiếc xe rất mượt, lên xuống mượt mà. Giá bán của chiếc xe bên em đang bán với mức giá là 23.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm với chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác cần đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.